Cách làm cho ảnh mờ trở nên nét vô cùng, hãy theo dõi clip của mình nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy lên CH Play và các bạn gõ tìm cho mình cái app có chữ Le Mini như thế này nhá. Các bạn gõ Le Mini như thế này và các bạn tải về, nó sẽ có giao diện như này, logo màu đỏ như này và mình sẽ mở ra này. Và người ta sẽ yêu cầu mình đóng phí để được sử dụng gói Pro. Gói Pro thì mình sẽ được làm nét nhiều ảnh hơn. Còn nếu mà không đăng ký cái này thì mình sẽ được dùng miễn phí mỗi ngày là 10 ảnh, tối đa 10 ảnh, không được làm hơn. Thì mình không cần phải dùng nhiều đến mức mà phải mua phí đâu. Nên các bạn ấn dấu X đi. Ấn dấu X ở góc trái để tắt cái này đi là được nhé. Sau đó thì các bạn sẽ thấy nó hiện quảng cáo như thế này. Thì các bạn đợi nó hiện xong quảng cáo mà có dấu X màu trắng ở góc phải thì các bạn ấn dấu X để tắt đi này. Và tiếp tục sử dụng này. Thì các bạn thấy này, các bạn có thể nếu như hình ảnh của các bạn nó ở đây luôn rồi thì các bạn nó ở đầu của cái phần bộ sưu tập thì các bạn tích vào luôn. Còn nếu không nó ở mãi sau thì các bạn có thể ấn vào cái biểu tượng hình ảnh ở góc phải này. Đấy, để các bạn truy cập vào phần thư mục của các bạn tìm cái hình ảnh ở phía dưới nhé. Còn mình thì mình dùng cái ảnh này luôn, ảnh đầu tiên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây có hai mục là tăng chất lượng và xóa quảng cáo giới hạn có chữ Pro. Thì tức là nếu mình đăng ký gói Pro rồi thì mình sẽ được làm nét ảnh mà không cần phải xem quảng cáo. Thì mình không dùng cái này vì mình không đăng ký mà mình dùng miễn phí, cho nên mình sẽ ấn vào cái phần tăng chất lượng ở trên này. Nhưng mình sẽ phải xem một quảng cáo giống như cái chữ nó ghi đây này, thì nó cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu, khoảng vài chục giây thôi. Nên là cố gắng xem nhé, mình dùng miễn phí mà. Thì các bạn hãy ấn vào tăng chất lượng cho mình này. Sợ rồi. Các bạn đợi quảng cáo chạy hết thì sẽ thấy có dấu X ở góc phải trên cùng này. Phải đợi nhé, không được thoát ra ngoài làm việc khác, phải xem hết và ấn dấu X đi. Thì hình ảnh sẽ được làm nét như thế này. Các bạn thấy tuyệt vời không? Quá là khác biệt luôn. Nét như một luôn, cho nên là có ảnh cũ thì các bạn cứ chụp lại hoặc là lấy ở trong thẻ ra rồi làm nét lại nhé. Chứ giữ một tấm ảnh mờ thì trông cũng rất là chán đúng không nào. Nhưng mà để mà chúng ta có thể tải về thì chúng ta lại phải tiếp tục xem một quảng cáo nữa. Các bạn nhìn thấy cái thanh này thì các bạn thể chạm vào cái thanh này. Ở cái vị trí có hai mũi tên hình tròn màu trắng này, để các bạn đẩy đi đẩy lại để xem cái sự so sánh nhé. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Ấn vào cái mũi tên ở góc phải trên cùng màn hình này để tải về. Khi đó thì nó sẽ lại hiện hai mục không xem quảng cáo, loại bỏ quảng cáo là Pro. Nhưng mình không đăng ký Pro thì mình bỏ qua, mình sẽ ấn vào cái chữ lưu ở trên cùng và xem một quảng cáo nhé. Sợ rồi. Xong rồi đấy. Đợi cái hiện dấu X là được thôi. Đó, hiện rồi và chúng ta ấn dấu X là xong này. Ảnh đã được tải về thẻ nhớ rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn muốn mình hướng dẫn gì thì hãy comment xuống bên dưới nha.